Chào các bạn đến với Phương's Kitchen ẩm thực Hàn Quốc và gà mông bánh. Hôm nay món bánh mình làm là một sự kết hợp giữa bánh mochi, là một dạng bánh dẻo của người Nhật, dùng bột nếp kết hợp với chút xíu bột mì. Bánh có một cái độ dai, dẻo, bên ngoài thì giòn giòn. Thật ra là trong công nghiệp họ sẽ có một cái máy ép và mình sẽ tự ép những cái cánh hoa của bánh thẳng vào trong dầu và mình chiên luôn. Nhưng tại nhà thì mình không có những cái máy ép kiểu đó, thì mình sẽ dùng cái phương pháp là nhồi bột nó hơi rắn chút xíu thì mình mới vo viên và tạo hình được, không mềm dẻo bằng ở ngoài người ta làm nhưng mà vẫn ngon đối với làm tại gia. Mình bắt tay vào làm luôn. Mình sẽ làm một cái hỗn hợp starter từ men khô. Phương sẽ dùng 1/4 muỗng cà phê. Phương cân được ở đây là 1.3 đến 1.5 gram. 50 gram nước nhiệt độ phòng, hoặc là chỉ cần ấm ấm chút xíu cho men nó mau dậy. Bạn có thể sử dụng sữa tươi. Rất nhiều công thức trên mạng khá na ná nhau là chỉ sử dụng bột nở. Bản thân Phương thì thấy cái vị và cái kết cấu bánh nó chưa có đúng, nên Phương sẽ dùng thêm men khô để làm một cái hỗn hợp bột cái. Phương cho tiếp vào đây là 50 gram bột mì, có thể là bột mì đa dụng hoặc là bột mì số 8 cake flour. Đậy kín đợi cho men nở gấp đôi. Trong lúc đó thì mình sẽ đi chuẩn bị các nguyên liệu còn lại. Một quả trứng gà trọng lượng không vỏ là 50 gram, 10 gram bột sữa. Một số công thức có dùng đậu hũ mềm, Phương thì không có dùng vì thấy rằng cái cơ cấu bánh ra nó không có khác nhau. 45 gram đường, 2 gram muối. Về phần bột khô thì mình có 10 gram bột bắp hoặc là bột khoai tây trộn với 150 gram bột nếp. Phương cho vào cái bột này là một lượng bột nở là một muỗng cà phê. Nếu cân bằng muỗng tiểu ly sẽ là 3-4 gram. Trộn hỗn hợp bột này cho thật là đều, hoặc là nếu mà xiên hơn thì mình rây, thì mình mới cho chất lỏng nha các bạn. Khâu này quan trọng, chứ không thôi là bánh nở không có tốt. Mình cho hỗn hợp bột khô vào cái thau. Mình có thể nhồi tay nhưng mà hôm nay thì mình sẽ dùng máy để mình quét. Tiếp theo là 10 gram bơ mình đã làm tan chảy bằng lò vi sóng, hoặc là các bạn cho vào một cái nồi nước sôi hoặc nước ấm để cho bơ nó tan ra. Một muỗng cà phê tinh chất vani. Cái này là không bắt buộc, Phương có cho vào 3 giọt hương trứng để tăng thêm mùi thơm cho món bánh. Bước cuối cùng thì mình sẽ cần làm một cái hỗn hợp bột khuấy trùng. Phương cho 50 gram nước sôi, sôi ùn ụt nha các bạn. Và mình sẽ dùng thêm ở đây nữa là 20 gram bột nếp. Tổng cộng công thức bột nếp của ngày hôm nay là 170. Hồi nãy là 150, bây giờ là thêm 20 gram nữa. Trộn đều. Và Phương sẽ cho cái phần bột nếp này vào, vì bột nếp phải được quét với các hỗn hợp ấm và trứng cũng phải nhiệt độ phòng nha các bạn. Bột nếp mà gặp các nguyên liệu chất lỏng lạnh thì nó sẽ bị chảy và vữa ra, cho nên các bạn lưu ý chỗ này. Mở máy tốc độ thấp và mình sẽ nhồi sơ 30 giây. Sau đó thì Phương mới cho cái chén bột cái. Bột cái này đã nở gấp đôi trong vòng 35 phút. Hiện tại bên Phương là mùa hè. Lý do Phương cho phần bột cái này vào sau cùng là Phương không muốn nó tiếp xúc với lại cái phần bột khuấy trùng. Không có dùng cái đồ móc câu mà dùng cái cây bảng bạc, gọi là nhồi cũng không đúng mà thật ra là mình quét bột. Còn nếu mà nhồi bằng tay thì các bạn có thể nhồi trong vòng 4 đến 5 phút là được. Còn nhồi máy thì Phương chỉ cần có 2 phút. Khi mà bột nó gom lại thành khối là các bạn có thể cho ra bàn. Khối bột có độ mịn xốp chứ nó không có đường chai. Đặc tính của bột bánh mochi donut là nó sẽ rất là mềm. Thật ra là các bạn có cảm nhận là hơi nhão nữa. Nhưng khi các bạn cho bột nghỉ 15 phút thì nó sẽ có trạng thái khô và ráo hơn một chút. Không được phép quá khô, nó chỉ đủ độ khô để mình vừa vo viên là được. Chứ nó không có khô như là các bạn làm chè trôi nước hoặc là bánh ít trần nha. Dùng màng bọc thực phẩm, mình sẽ cho bột nghỉ 15 phút vào mùa hè. Còn các bạn nào đang ở xứ lạnh thì các bạn phải cho nó nghỉ 30 phút. Trong thời gian đợi thì mình sẽ đi cắt giấy nướng bánh thành những cái hình vuông có mỗi cạnh chiều dài là 8-10cm. Công thức ngày hôm nay mình sẽ làm được trung bình 8 cái bánh, mỗi cái sẽ là 60 gram. Bột rất là mịn và xốp. Phương chia trước tiên là làm 4, sau đó là 8. Phương cho các bạn coi cái mặt cắt của miếng bột nè, nó rất là xốp. Công thức này thay vì dùng bột mì đa dụng, nếu các bạn kiếm được bột làm bánh bông lan, bột số 8 thì bánh sẽ càng ngon hơn. Phương vê từng cục bột dài ra.
cho nó mịn và mình sẽ chia phần dễ hơn. Mỗi cục bột mình sẽ làm 6 cánh hoa hoặc là 8 cánh hoa. Nếu 6 cánh hoa thì là 6 viên bột và mỗi viên là 10 gram. Phương thấy một số công thức kêu là phải nhúng nước để cho nó dính với nhau, kết dính. Nhưng mà thật ra là bột này nó rất là mềm. Khi chiên thì nó sẽ tự động, nó nở và nó dính lại với nhau. Bạn chỉ cần xếp sao cho nó vừa vặn tiếp xúc với nhau là được. Công đoạn này các bạn có thể nhờ các em nhỏ trong nhà phụ, cũng rất là vui. Các bạn thấy đó, làm ở nhà thì mình làm vậy thôi, chứ ở công nghiệp người ta buôn bán không có thời gian đứng vo từng viên vậy đâu các bạn. Họ sẽ có một cái máy bột được quét nhão hơn. Máy ép bột sẽ ép từng cái miếng bột này thẳng vào dầu. Dầu Phương làm nóng ở nhiệt độ 170-175 độ C, tối đa là 180. Các bạn khi cho miếng bánh vào thì mình cứ cho cái mặt giấy xuống dưới. Từ từ thì sau khoảng 15-20 giây bánh sẽ tự nổi lên. Các bạn cứ để yên, đừng có động vào, tại khi này nó đang nở và cái độ kết dính của nó còn rất là yếu. Sau khi khoảng 1 phút mình thấy cái khả năng là bánh nó không có nở to nữa thì các bạn phải nhấn cho nó chìm xuống dầu. Mình nhấn cái đũa ở chính giữa đến khi nào mà nó tự nổi lên mặt dầu thì nó sẽ tự rớt ra khỏi miếng giấy. Gấp bỏ đi cái miếng giấy và tiếp tục chiên tiếp cho cái bánh nó vàng đều. Thời gian chiên một cái bánh 6 cánh sẽ khoảng là 4 phút. Còn bánh mà có những cái cánh nhỏ hơn 8 cánh thì khoảng 3 phút. Bếp nhà Phương có 12 số thì trong cả quá trình chiên mình sẽ để số 8. Tùy cái chảo to hay nhỏ, các bạn có thể chiên cùng một lúc, tối đa là Phương thấy 3 cái thôi. Không thôi là các bạn trở bánh không kịp. Bạn lưu ý nha, khi mà bột nổi lên thì mình phải để cho nó phồng, nở to, rồi các bạn mới nhấn cho nó chìm xuống dầu. Cứ để cho bánh vàng một mặt thì mình hãy trở sang mặt bên kia. Các bạn trở sớm quá thì bánh nó sẽ đứt làm đôi như vậy. Còn đây là trường hợp Phương dùng trứng lạnh và cái hỗn hợp khuấy trùng của Phương nó bị nguội. Vì mình phải lo chỉnh đèn ánh sáng camera thì khi quét cái bột nó có cái độ mềm dẻo do bột nếp nó rất là dễ bị vữa ra như vậy. Nếu mà người ta làm, người ta có khuôn ép thẳng vào dầu thì không sao. Nhưng mà như vậy thì rất là khó cho mình để mình vo viên. Nếu các bạn gặp trường hợp này thì các bạn phải cứu giãn bằng cách là mình dùng thêm khoảng chừng 15 gram bột nếp. Không có dùng nhiều hơn nha, bánh nó sẽ khô và chai. Nhưng các bạn chỉ áo bên ngoài thôi. Sau đó Phương sẽ múc một phần ra chén, cho vào nồi vi sóng, mình quay cho nó nóng khoảng 1 phút. Sau đó lấy ra thì mình mới nhồi lại một lần nữa với cái hỗn hợp bột còn lại. Bạn dùng một áo mình chỉ phủ thôi, chứ bạn đừng có lấy tay bóp. Và để như vậy, bột nó sẽ xe lại và mình bắt đầu có thể chia phần và vo viên. Bột lúc này nó khá mềm, rất là nhão, nhưng mà các bạn vo viên được. Đây là cái cách mà mình có thể cứu giãn nếu mà các bạn mà nhồi bột lỡ mà làm cho nó bị vữa. Bột mà để càng lâu thì nó sẽ càng dẻo, các bạn thấy nè. Nhưng cũng không có lạm dụng quá nhiều bột áo, mình chỉ dùng đủ để vừa vo viên tròn là được. Để bánh nở được đẹp thì thật ra những viên bột không có cần phải vo tròn vo, tại vì khi nở thì nó sẽ tròn. Nhưng mà các bạn phải xem là cái trọng lượng của từng viên bột phải bằng nhau. Tại vì một cái to, cái nhỏ thì khi nở bánh sẽ không đẹp. Bánh đây được độ giòn thì mình nên chiên cho nó có màu nâu sậm, golden brown, chứ không có lấy bánh ra quá sớm, bên trong nó sẽ còn rất là bết. Bánh sẽ càng ngon hơn nếu mình có phủ một cái lớp topping bằng sô-cô-la, hoặc là ở đây thì đơn giản là đường quế. Phương sẽ pha chút xíu bột quế vào đường và các bạn sẽ nhúng vào đây. Nhúng khi nào mà bánh vừa ra khỏi dầu nó sẽ dính đường tốt hơn là nếu các bạn để nguội. Còn nếu mà mình muốn phủ sô-cô-la thì mình dùng sô-cô-la trắng. Phương sẽ cắt nhỏ ra và quay với trong lò vi sóng trong vòng 20 giây. Với tỷ lệ là 3:1 cùng với kem tươi whipping cream. 40g kem tươi thì Phương dùng 120g sô-cô-la trắng. Mình cũng có thể dùng sô-cô-la nâu, nhưng mà mình muốn pha màu cho nên hôm nay mình chỉ dùng sô-cô-la trắng. Hỗn hợp sô-cô-la càng nguội xuống dưới 30 độ C thì nó sẽ càng sệt và nó sẽ có giữ được cái màu sậm hơn. Còn nếu mà các bạn nhúng khi mà sô-cô-la còn nóng thì nó chỉ phủ được một lớp rất là mỏng, có thể bạn phải nhúng lại thêm lần thứ hai. Có thể rắc thêm chút xíu đường trang trí
Lúc này thì các bạn có thể thỏa trí sáng tạo và tự làm cho mình những chiếc bánh decor trang trí thật là xinh xắn. Thật ra là bản thân Phương chưa ăn cái món bánh này bao giờ, mà ông xã Phương là người Hàn Quốc tất nhiên đã có ăn rồi, và Phương đã làm rất là nhiều, thử rất là nhiều công thức. Kết cấu của bánh tại gia thì rất là khó để giống 100% bánh làm ở ngoài. Phương đã điều chỉnh công thức rất là nhiều lần và thêm cái lượng men khô. Thì đến bây giờ ông xã Phương nói là công thức này là giống 90%, còn 10% thì Phương nghĩ là mình phải tự về Hàn Quốc ăn thử cái món bánh này. Bánh sau khi chiên xong ăn liền là ngon nhất. Khi để sang ngày hôm sau thì bánh sẽ bị cứng nha. Bạn nào có làm thử món bánh này thì cho Phương xin cảm nhận. Phương cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip vào thứ năm tuần sau. Bye bye.